có được cái phong cách này. Thứ nhất là Phật Thích Ca, thứ hai là ngài Mahavira, tức là người khai tổ đạo Kỳ Na giáo. Hai thái tử đâm cung nhưng mà chán ngán cái quyền lực chính trị và những cái giá trị về đời sống vật dục ở đời vui đời đó, cho nên các ngài đã trở thành các nhà tâm linh để vượt lên trên những cái giới hạn đối đãi của cuộc đời và truyền bá cho chúng ta cái con đường đó. Và nhờ đó ta biết đến đạo Phật như là ngày hôm nay. Cho nên có người thì bảo là đạo Phật là đạo chán đời vì không thấy Đức Phật đi làm chính trị mà Đức Phật đi làm tâm linh thôi. Cho nên khuynh hướng với đạo Phật, ngoài cái vấn đề nhân thừa dành cho người tại gia với những cái phương diện cao nhất về phương diện xã hội mà người tại gia cần phải đóng góp, bao gồm bố thí, tức là giúp đỡ cộng đồng, ái ngữ là lời nói tương kính, rồi lệ hành đó, tức là những hành động giúp ích cho tha nhân, đồng sự là hòa mình với cuộc đời, không có những cái phân biệt đối xử, không có sự cô lập, không có sự biệt lập cách ly. Và do đó là đời sống của người tại gia đó nó trở nên rất là hài hòa với xã hội, còn đời sống của người xuất gia đó là vượt lên trên để tạo nên nền tảng tâm linh tham khảo cho những người tại gia nói chung. Thì đó là cái phần chia sẻ của chúng tôi về đề tài ở đời vui đạo, bài thiền kệ của thiền sư Trần Nhân Tông. Thì bây giờ là cái phần trả lời những câu hỏi thắc mắc. Chúng tôi xin đề nghị là các câu hỏi nên xoay quanh những vấn đề ứng dụng của Phật học, đừng nên hỏi những câu hỏi lý thuyết, những câu hỏi thời sự, vì theo đạo Phật đó nó không có ý nghĩa lắm. Và hơn nữa chúng tôi là một người tu, cho nên hỏi vào chuyên môn về Phật học đó thì nó thuộc về sở trường của mình, còn các lĩnh vực khác đó nó không phải là cái chỗ bằng tâm hay là quan tâm của chúng tôi. Xin mời quý vị đặt câu hỏi. Khi đặt câu hỏi thì quý vị có thể dùng micro đó để cho nó lớn chút xíu. Nói là đối cảnh vô tâm chứa hỏi thiền thì cái mức trình độ rất là cao. Thì trong cái đời sống thường của người cư sĩ thì chúng ta làm cách nào để thực tập để đạt tới cái mức đó, ngoài đi chùa tụng kinh hoặc là ăn hiền ở lành hoặc là các thứ, thì có cái phương pháp nào tu tập thế nào để đạt đó? Tại vì cái bước thì rất cao nhưng mà đại đức lại không chỉ cái đường đi. Dạ, câu hỏi rất là lý thú. Vì thời gian có hạn đó nên là khi mà triển khai đó chúng tôi chỉ nói bao quát thôi. Cái phương pháp tâm linh trong Phật giáo có rất là nhiều, được sử dụng bằng một thuật ngữ là 84.000 pháp môn. Và ta nên hiểu con số này là con số tượng trưng cho số nhiều chứ không phải là số thực. Trên thực tế thì trong con đường tâm linh của đạo Phật không có đến 84.000, nó chỉ có vài pháp môn thôi. Bởi vì con đường đi đó và giá trị đến của nó đó, nó được thực hiện bằng cái nhận thức chân chính, hành động, lời nói, việc làm, sự định tĩnh, thiền quán và tự giác. Như vậy thì mặc dù nó có nhiều pháp môn như được nói, nhưng ba cái pháp môn chính đó, để giúp cho chúng ta đạt được trình độ vô tâm: thiền, mật và tịnh độ. Và ba pháp môn này rất may mắn đó, tại Việt Nam từ rất nhiều thế kỷ qua đó, tăng ni Phật tử chúng ta đang thực tập. Mặc dù ở Việt Nam đó, tịnh độ tông chiếm đại đa số, trên 80% các ngôi chùa, nhưng trong các nghi thức tụng niệm và thực tập của tịnh độ tông đó đều có cái yếu tố của thiền và của mật. Bản chất của thiền thì gồm có hai phương diện hay là hai pháp môn. Thiền theo Phật giáo Nam Tông được gọi là thiền Vipassana, tức là sự nhìn thẩm thấu về chiều sâu của thế giới hiện tượng, của nhân sinh quan, của thế giới quan, để chúng ta thấy rất rõ rằng là chúng là nhân duyên, không phải tự thân mà có. Cho nên không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy, dù nguyên nhân đó được gọi là duy vật hay là duy tâm hay là duy thượng đế, v.v.
Và bên cạnh đó còn phải thấy rất rõ rằng là cái cấu tạo của tâm vật lý này đó không phải là cái tôi, nó là một tổ hợp thôi, cho nên gọi là vô ngã. Khi mà một cái con người hay là bất cứ một cái vật lý nào được gọi là vô ngã thì cái nó phải đặt trong một cái bối cảnh của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bản thân của cái tiến trình như thế nó gọi là vô thường, tại vì nó không đứng dài, đứng hoài mãi với mình. Do đó là quán chiếu như vậy đó thì ta sẽ thấy rất rõ về thế giới hiện tượng và sống ba đào, sống vỗ trong cuộc đời này đó, nó như là những cái mà làm cho con người dễ bị thất đi và bắt đảo đó. Thì theo quan niệm thiền quán Vipassana đó, ta phải thấy rằng là mình chính là hòn đảo, còn tất cả các hiện tượng thuận dần nghịch đó nó là sống dần ở trên đảo thôi, và đảo này nó vẫn được bình yên và đứng y nguyên thôi. Chỉ cần quán tưởng như thế và mình thấy rất rõ thì ta có được một phần của sự tập về vô niệm. Ngoài ra thì Vipassana còn dạy chúng ta về cái kỹ năng quán về bốn cái đối tượng của thiền. Thứ nhất là thân thể này, tâm vật lý này, nó không phải là tôi và tôi không nên bị lệ thuộc vào nó, mình vay mượn nó đó để mình sống thôi. Chứ còn mình cho nó là tôi đó thì mình sẽ ứng xử rằng là thân thể như là thượng đế và thần linh, cho nên mình bị lệ thuộc và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Rồi đối với dòng cảm xúc đó thì mình phải theo dõi rất là rõ là từng hơi thở ra và vào của mình á, dòng cảm xúc nó đang dâng lên hay là nó đang tuột xuống, nó đang hạnh phúc hay đang khổ đau, hay là đang nằm ở trong trung tính, và thấy nó, nhận diện nó, chứ đừng có cưỡng lực nó, cưỡng chế nó theo cái ý của muốn của mình á. Thì như vậy nó tạo ra một cái phản ứng ức chế, và phản ứng ức chế đó là một cái phương diện rất là vi tế của lòng sân. Nhận dạng được đó, làm lâu đó là nó không khống chế mình được, không để cho nó tồn tại lâu với mình được. Rồi về phương diện tâm thì thường thường nó có hai khuynh hướng: cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác, cái nên, cái không nên, cái tâm sân và tâm từ bi, tâm tham, tâm buông xả, tâm trí tuệ và tâm vô minh. Gần như là tất cả những cái loại hình tâm như thế nó luôn luôn trỗi dậy với mình, cứ nhận dạng giữ lại cái tốt và buông những cái xấu. Và các cái hình thái tồn tại trong nhận thức về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, đó được gọi là những ý niệm của tâm, cũng là đối tượng để chúng ta quán chiếu. Như vậy khi mà mình nhìn thẩm thấu bằng Vipassana về thân, rồi cảm xúc, rồi tâm và các ý niệm của tâm đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được nó, đừng để cho nó phản ứng theo thói quen, phản ứng theo cái nghiệp, phản ứng như là một sự thỏa mãn cái lòng tham, lòng sân của mình, mà làm sao huấn luyện nó ngày càng tốt hơn. Đó thì cái đó ta gọi là vô tâm, nghĩa là nó không phải là mình bị thờ ơ, nhưng mà mình thấy rất rõ rằng là mình phải tự trị liệu trước khi cuộc đời trị liệu cho ta, bởi vì ta chính là một bác sĩ quan trọng nhất, còn nhờ đến bác sĩ bên ngoài đó là mình đã hơi bị yếu rồi về cái năng lực tự trị đó. Như vậy bản chất của thiền á là hơi thở và sự chánh niệm, và hai cái này nó giúp cho mình vô tâm về những cái mà nó không đáng nhớ, không đáng ghi, và giúp đó ta có được cái bình an. Còn thiền của Phật giáo Trung Quốc như chúng tôi trình bày ở trong bài giảng chính đó, đó là sự vô niệm, không để cho ý thức dị nguyên nó phát khởi để dẫn cho mình thăng trầm ở trong các cái phản ứng thuận dần nghịch khác nhau. Thì như vậy là bản chất của thiền dù là Nam Tông hay là của Trung Quốc, nó cũng đi đến một cái điểm giống nhau là chánh niệm và tỉnh thức thôi. Như vậy là vô tâm của thiền sư Trần Nhân Tông nó bằng với cái chánh niệm và tỉnh thức. Một bên đó là sử dụng cái tình trạng là chuyển qua ý thức, không để cho chúng rơi vào chủ nghĩa dị nguyên. Còn một bên đó là nhận dạng, nhìn thấy rõ để không theo những cái tà, cái quỷ, cái tiêu cực. Thì giờ đó tâm mình được bình an. Còn về cái pháp môn niệm Phật đó, thì nhiều người đánh giá nó thấp và cho rằng là nó phù hợp với căn cơ của những người mê tín dị đoan hay là đặt nặng vào tín ngưỡng. Đó là một cái hình thức nhận thức. Nhưng theo chúng tôi đó, bản chất của pháp môn tịnh độ rất là sâu. Nếu ta dựa vào trong kinh A Di Đà, ở trong đó đó Đức Phật dạy, thứ nhất đó là làm sao đó đương vào cái danh hiệu của Đức Phật để ta thiết lập được hai cái yếu tố rất quan trọng, đó là nhất tâm và bất loạn.
Nhất tâm tức là vô tâm, mình tập trung vào một cái gì đó nhiều thì tất cả cái khác đang diễn ra nó có nhưng nó không tác động đến ta. Ví dụ mình đang ở trong nhà này, bên ngoài nếu có tiếng chó sủa hay là tiếng xe chạy hay là người nói vân vân, vì mình đang tập trung nghe cái lời chia sẻ này cho nên mấy cái kia mình không nghe. Không nghe, không nghe là nó không có, nó có mà nó không tác động đến mình thì cái đó được gọi là vô tâm. Thì cái tiến trình tâm lý học đó, đối với những cái nỗi khổ niềm đau đó, thì mình cần phải sử dụng vô tâm nhiều. Vô tâm với cái khổ cái đau, không nghĩa là làm lơ với khổ đau, mà là không quan trọng quá khổ đau, để khổ đau đó nó không ảnh hưởng dòng cảm xúc và tâm lý của mình và phương diện trị liệu, thì ta giải phóng nó một cách rất là nhanh. Vậy là cái câu danh hiệu Đức Phật á là một cái để cột tâm lại, nó có thể trở thành là cái tín ngưỡng và mức độ thấp nếu ở trong lúc ta niệm Phật, ta cầu cho sức khỏe, cho gia đình, cho người thân, cho người thương, cho gia tài, cho sự nghiệp, cho tại vị của mình được lâu dài, thì cái bản chất của chức tâm không có. Lúc đó cái ý thức về cái lòng tham đó nó có mặt về cái việc cầu nhiều quá đi, mà khi mình không đạt được nhất tâm á thì tâm mình bị loạn. Cầu về một cái là vì mình đang còn cái nỗi sợ hãi vì cái đó mình không có, cho nên nó bị loạn tưởng, điên đảo các thứ. Do đó danh hiệu của Đức Phật nên được sử dụng như một phương tiện giữ tâm lại ở trạng thái được nhất tâm, và cái đó nó được xem như là vô niệm. Còn đối với mật tông đó, thì cái chủ trương chính đó là tam mật tương ưng, tức là thân, khẩu và ý đó luôn luôn diễn ra trong trạng thái trang nghiêm, thanh tịnh, bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Và khi mà mình sử dụng câu thần chú như là một phương tiện để giữ cái tâm lại đó, thì ta cũng đạt được cái trình độ tương tự. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta cường điệu chức năng của thần chú về phương diện trị liệu bệnh tật hay là cầu cái gì được cái đá. Trong rất nhiều bài giảng chúng tôi đã phân tích về vấn đề này. Ở đây chúng tôi chỉ nói là một cái điểm chính thôi. Nếu cầu mà được trong việc trì thần chú á, thì tại sao trong lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm kể từ đạo Phật có trên dưới 26 thế kỷ, số lượng người đạt được chẳng là bao? Như vậy bản chất của sự đạt được đó, nó là một cái điều cho chúng ta thấy là cái hạt giống tốt và phước báo của cái người cầu đó đã có sẵn rồi, mà theo tiến trình thông thường của thời gian nó phải là 2 năm sau, 3 năm sau nó mới trổ quả. Bây giờ nhờ cái sự tập trung bởi câu thần chú, ta làm cho đó trở thành một chất xúc tác diễn ra ngay thời điểm chúng ta đang cần. Nghĩa là nó đã có sẵn thì nó mới trổ ra được, còn không có thì cái người cầu hoài nó vẫn như thế thôi. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói người nào cầu mà không có gieo trồng nhân á thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua 100.000 ức kiếp, cát là cát, cơm là cơm, không thể thành nhau được. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Đây là cái triết lý được nêu ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy nói tóm lại, dầu là theo chánh niệm hơi thở của thiền hay là cái danh hiệu Đức Phật của Tịnh Độ Tông hoặc là câu thần chú của Mật Tông, thì ta phải biết là ba phương tiện này đó nó chỉ là một cái cớ, một cái phương tiện tốt để cho tâm mình có mặt với thân cùng một chỗ, không có rong ruổi về quá khứ hay là tương lai, cho nên ta đạt được cái trạng thái là không chấp trước. Do đó sự thực tập đó nó có kết quả là buông xả sự căng thẳng, bởi vì mình để ý hoài nhiều đó nó rất là căng thẳng. Lúc nào học thì ra học, lúc nào làm ra làm, lúc nào ngủ thì ra ngủ, chứ là cho lúc ngủ mà ta duy trì cái sự suy nghĩ thì ta sẽ bị mất ngủ. Do đó nó là việc thực tập vô tâm đó, qua ba phương pháp vừa nêu đó, nó có một cái giá trị trị liệu về tâm lý đối với các cái bị bệnh, các cái chứng bệnh nói chung và các cái nỗi đau đó, nó dính nó là hòa quyện vào cuộc đời của mình một cách vô tình hay là cố ý, do người ta tạo ra hay là do chính mình tạo ra hay là do bị sự hiểu lầm, nó cũng đều có cái tác dụng tương tự. Và việc thực tập vô tâm để giải phóng chúng đó, nó cũng có giá trị tương tự. Dạ, xin đi câu hỏi khác. Thầy thấy giữa của thời gian hành với lại thầy thanh tịnh cũng thiền thì có khác nhau không, và có kết quả giống nhau không, tại sao? Phương pháp thiền của hai vị thiền sư này thì khác nhau. Đối với thiền sư thanh từ đó, thì cái trọng tâm của phương pháp thiền này gọi là tri vọng, và nói đủ là biết vọng không theo.
tri vọng là một cái phần căn bản, nó thuộc về quán tâm mà khi nãy chúng tôi vừa nói trong tứ niệm xứ đó. Nó có quán về thân, quán về cảm xúc, quán về tâm. Tâm đó thì nó có nhiều phương diện, trơn, vọng, tốt, xấu, nên, không nên. Thì như vậy là cái tâm tri vọng đó là cái nhận dạng ra được những cái dòng tâm lý tiêu cực, những phiền não nó đang diễn ra ở trong tâm thức của mình, và không theo nó là để cho nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Thì cái đó cũng là một hình thức vô tâm. Thì cái phương pháp của thiền sư Thanh Từ đó là dạy chúng ta không nên tạo ra những cái cưỡng lực đè nén hay ức chế một cái phiền não, bởi vì cái cưỡng lực đó, nó rất là nguy hiểm. Ta có thể đè nó trong ngày hôm nay nhưng nó sẽ bùng phát vào ngày mai, giống như là ta lấy một tảng đá đè lên trên cỏ. Ngay cái mùa nắng thì cỏ nó có cảm giác như là chết, nhưng chỉ cần một cơn mưa nó sẽ bùng phát, nó tìm cái cách để nó tiếp tục tồn tại. Đè nén không phải là một giải pháp, ức chế không phải là một giải pháp. Ở trong kinh Viên Giác đó, có câu dạy rằng là tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Mình chỉ cần biết một cái tâm lý nào đó nó đang xuất hiện trong tâm của mình đó, là sai lầm, là phiền não, là không an lạc, đó là ta đã lìa được cái huyễn rồi. Biết huyễn là huyễn sẽ được lìa, giống như ta chỉ cần bật cái công tắc cửa đèn thì ánh bóng tối nó sẽ mất, mà không cần phải nỗ lực làm cho bóng tối mất, dùng cái vật liệu gì, dụng cụ gì để xua bóng tối vẫn còn là nguyên. Chỉ cần bật công tắc của tự giác lên hay là của ánh sáng lên thì ánh sáng nó sẽ thay thế bóng tối. Đó là biết huyễn thì huyễn mất. Bất tác phương tiện là không cần phải tạo ra những cái phương tiện, những cái trình tự, những cái nỗ lực, bởi vì cái đó là cưỡng lực. Và khi mà mình liều huyễn thì mình được gọi là giác ngộ, diệt vô tịnh thứ, có không cần phải theo bài bản trước và sau thế này thế kia. Thì như vậy là cái phương pháp biết huyễn mà lìa đó của thiền sư Thanh Từ đó là một phần ứng dụng trong cái phương pháp quán tâm, một trong bốn nền tảng chính của kinh tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana của Phật giáo Nam Tông. Còn phương pháp của thiền sư Nhất Hạnh đó là cũng dựa vào tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm, và sử dụng luôn cả thân, thọ, tâm, pháp, bốn thứ cùng một lúc, và sử dụng cái nghệ thuật quán tưởng khá cao để giúp cho con người tự hình dung và thay thế cái giá trị tiêu cực thành cái tích cực, nhờ đó mình được hân hoan. Ví dụ như một trong những cái bài thực tập ca của làng Mai đó, nó có những câu như thế này: ta là hoa trên cành, ta là đá núi vững vàng, rồi ta là đại dương, ta là mặt đất. Khi mình quán rằng mình là hoa trên cành đó thì mình thấy được cái tích cực của cây. Ngay cả cái cây hoa hồng đấy, gai nó nhiều, mình để ý tới cái hoa thì mình không bị đau bởi những cái gai, mặc dù gai nó có. Không phải là mình làm liều, không quan tâm, không để ý đến gai, nhưng mà nếu như mà mình cứ để ý tới hoa gai hoài đó thì mình sẽ đánh mất cái hoa. Cho nên mình phải quán tưởng rằng mình là hoa trên cành, để trong thuận và nghịch đó, giữa cái hoa và cái gai đó, ta chọn cái hoa chứ ta bỏ cái gai. Rồi quán mình như là đá núi vững vàng, bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều phong ba lắm, nó đến từ 10 phương 8 hướng. Lời khen cũng là một cái thách đố, chạy theo cái lời khen đó thì mình sẽ lớn cái bản ngã cái tôi, rồi chạy theo lời chê đó thì mình sẽ buồn đau, là thất điên bắt đảo, và hầu như là thăng trầm lên xuống hoài không có điểm dừng. Cho nên phải sao là sao quán mình như là đá núi vững vàng trước tất cả mọi ngọn gió. Rồi mình quán mình như là đại dương, tại vì bản chất của đại dương á là nó không giữ cái xác chết. Xác của người chết, dù là xác của con vật nào, nó cũng được đưa lên trên bờ hết trơn. Và Đức Phật muốn cho chúng ta là đừng để cho tâm mình giữ những phiền não, giữ những khối ô, đẩy nó đi, loại trừ nó ra, đừng có chứa như vậy uổng lắm. Và dưới lòng đại dương nó có những cái loại ngọc quý, ý muốn nói là trong đại dương tâm của chúng ta nó cũng có những cái chất liệu quý như thế, nên sống với cái đó. Hoặc là nghĩ mình như là đất bằng, là đại địa này, vật vô vật sạch gì nó tồn tại trên đó, sự phỉ nhổ rồi phóng uế đủ hết á, nhưng mà đất nó cũng không có phân biệt, nó cũng không có giận, không có hờ gì hết á. Và sau một thời gian nó cũng được tự tái tạo ra, cây đó là mọc lên qua màu được xanh sôi, thì đất nó bị mất đi dưỡng chất,
rồi sau đó canh tác lại thì nó cũng có dưỡng chất lại thôi, nó cũng phì dư lại thôi. Và do đó đó là thực tập như vậy để cho tâm mình được bình an và vô tâm ở trong mọi cái biến cố của cuộc đời. Thì mà nó tính lại là cái phương pháp thiền quán á, của thiền sư Sĩ Nhất Hạnh á, nó là một nghệ thuật để thay thế và sử dụng rất là nhiều các kỹ năng được Đức Phật nêu ra ở trong kinh Hoa Nghiêm, chứ không phải đây là một sáng tạo mới, một sáng tạo riêng, mà là sự ứng dụng Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm thôi. Kinh Hoa Nghiêm này nó có một cái phẩm gọi là phẩm Tịnh Hạnh, trong phẩm đó đó nó có hàng trăm bài thi kệ, mỗi một bài kệ gồm có 4 câu. Trong 4 câu này ta thấy nó có một cái nghệ thuật thay thế. Tâm của con người nó có khuynh hướng là nhảy trên cành như là con khỉ vậy đó, hoặc là như con ngựa chạy quầy rừng quang. Cho nên nếu mà mình để cho tâm á mà nó hoạt động theo cái thói quen của đó đó là mình không làm chủ nó được. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy chúng ta là làm chủ cái tâm. Và làm chủ cái tâm là bằng cách á là mình quán chiếu một cái sự vật nào đó đang có mặt mà nó là một cái vật lý, để thay thế có được cái giá trị tâm linh là tâm lý ở mức độ cao nhất của đó. Ví dụ khi mình đi vào cái nhà xí đi, tức là nhà vệ sinh á, thì đó là cái nơi mà ta tống khứ ra ngoài những cái chất nhơ bẩn nhất của cơ thể, cho đó là chỗ ta rất là nhầm gớm. Trong nhà chùa gọi cái nhà đó là nhà khỏe, thì vào chỗ đó ra là khỏe liền à. Vào chỗ đó ra là cảm thấy nó thoải mái, nó khỏe. Thì mình sợ mình dồn gớm đó, nhưng với cái sự quán chiếu Đức Phật dạy đừng có nhầm gớm, mình nói là khi tôi đưa ra bên ngoài những chất phân uế dơ dái, tôi cũng rất là mong tất cả những cái phẫn uế và dơ dái của tâm như là lòng tham, lòng sân, lòng si, 3 độc tố còn độc hại gấp 100.000 lần so với cái phẫn uế này, làm sao để nó đừng chứa ở trong tâm của mình. Dĩ nhiên đôi lúc mình làm cũng không thành công, mình nghe người ta nói mình cũng bực quá, mình phản ứng chứ, rồi người ta chọc mình, ta chửi mình cũng quạo quọ chứ, hoặc là tát mình, ta đánh mình, đôi lúc mình cũng phản ứng chứ. Nhưng mình thấy rồi thôi, cái đó con người phải là kẻ thù, mà cái lòng tham, lòng sân, lòng sinh nó sai sử con người dùng coi lật đặt phải làm ra các hành động thôi, còn cái tâm là anh đạo diễn mới là quan trọng. Cho nên Đức Phật mới dạy đó, hãy xem tham sân si là kẻ thù, còn tất cả cái kia đó là một cái đáng tội nghiệp thôi. Thì lúc đó đó mình quán chiếu như vậy là bên cái giá trị vật lý ở đây là xấu nhất là phản quế, ta có được cái giá trị tâm linh là hết lòng tham, hết lòng sân, hết lòng si. Như vậy trong sự quán tưởng á, ta có 2 vế, vế vật chất và vế tâm linh. Vế vật chất có thể là một cái tốt vừa, mà cũng có thể là cái rất là xấu. Nhưng cái vế B này mà ta đạt được là cái vượt lên trên giá trị đó rất là cao. Cho nên thực tập quán chiếu ở trong thiền đó, nó làm cho tâm của mình ngày càng đi lên, ngày càng phấn chấn và lạc quan, sống mạnh dạn yêu đời, và nó có nhiều giá trị chuyển hóa lắm. Như vậy nó tóm lại là 2 phương pháp của thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Tấn Từ nó giống nhau ở cái điểm là đều lấy tứ niệm xứ làm nền tảng. Còn về cái chi tiết á, thì bên thiền sư Nhất Hạnh á, là sử dụng luôn tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở, còn thiền sư Tấn Từ đó chỉ nhấn mạnh cái tâm thôi, quán tâm thôi, và gọn lại nữa là biết vọng không theo. Rồi nó cũng là có cùng một nguồn gốc, cho nên cái kết quả đạt được nếu ta làm đúng phương pháp vẫn là sự chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại, an lạc, hạnh phúc, bình an ở trong mọi kiếp sống. Biết vọng không theo, biết vọng tâm, biết chân tâm sao không hợp rõ chỗ đó. Vọng tâm là sao? Tôi bây giờ suy nghĩ gì cũng là vọng á. Chân là gì? Nếu không nghĩ mấy này thì chân là cái chỗ nào? Không biết, không rõ là chân tâm. Vọng tâm, chân tâm. Chúng tôi thì không theo môn phái của thiền sư Tam Từ, cho nên không có nghiên cứu nhiều về các cái phần hướng dẫn của thiền sư về cái đối tượng vọng là thế nào, là cái gì, cái chơn là thế nào, là như làm sao. Chứ tôi chỉ dựa vào trong kinh điển và cái câu kệ mà được nêu ra trong kinh Viên Giác là biết vọng không theo đó, tức là mình đừng có tạo ra một cái cưỡng lực để đè nén đó. Ví dụ như là ai cũng có những cái thói quen của lòng tham, lòng sân, lòng si, và ta phải thấy rất rõ là không phải lòng tham nào cũng xấu. Có những cái lòng tham chân chính nó làm cho ta thành công trong cuộc đời, ví dụ như những ước muốn đẹp, những ước mơ lành,
và những cái lời nguyện cầu tốt cho thai nhân, cho cuộc đời, nó cũng là một cái phần lòng tham. Nhưng lòng tham này là cái rất là tốt. Cái đó đó thì Đức Phật gọi là tham như ý túc hay là dục chi ý túc. Thì giữ lại cái lòng tham này, còn cái lòng tham tiêu cực á thì loại trừ. Như vậy cái đó nó là vọng. Còn cái lòng tham tốt á là ta nên giữ lại. Còn cái sân á, thỉnh thoảng nó cũng có những cái hay của nó. Phần lớn thì nó xấu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có cái hay. Một trong những cái biểu hiện của lòng sân là sự bất mãn, tức là không hài lòng đó. Không hài lòng nghĩa là lòng sân đó. Ví dụ như ta thấy cái một cái nơi nào đó về phương diện quản trị đó, gần như là nó không được ngăn nắp lắm, ta không hài lòng với cái người manager hay là cái người director chỗ đó, ta phấn đấu ta nêu ra những cái phương pháp mới, và nhờ ta không hài lòng cho nên ta mới phát hiện ra phương pháp mới tốt hơn, có kết quả hơn, làm hài lòng các nhân sự hơn, và cái sản phẩm từ cái công việc này đó, quản trị này nó lại tốt hơn. Thì như vậy là nhờ sự không hài lòng đó ta mới có phát minh, mới có đóng góp, mới sáng kiến, mới sáng tạo. Thì như vậy đó là cái lòng sân này đó là lòng sân tốt. Còn những lòng sân mà phổ hiện qua là chửi bới, đánh đập, chiến tranh, hận thù, xung đột, khủng bố đó, là phỉ nhổ, mắng nhiếc trên các phương tiện truyền thông đó, thì cái lòng sân đó là lòng sân xấu. Thì cái đó là vọng, thì mình không theo, còn cái tốt mình giữ lại chứ. Chứ mình bỏ hết mình còn gì. Như vậy cái tiến trình tu tập của Phật giáo đó giống như một sự sàng lọc đó. Sàng lọc cái thiện với cái ác, giữ lại cái thiện, bỏ mất hết cái ác, thì mình không theo. Và đó là cái bước đầu ban đầu. Cái bước đầu thứ hai quan trọng hơn là khi ta được cái sự thiện trong vấn đề lậu trừ cái ác rồi đó, thì cái thiện đó mình cũng không nên giữ. Vì cái thiện này là cái thiện tương đối đó, nó có điều kiện. Vì có cái ác kia mà nó mới có cái thiện này. Cho nên cái thiện này chỉ là cái kết quả tương đối từ việc ta sàng lọc thôi, chứ nó không phải là cái đích điểm cuối cùng. Và ta phải tháo dỡ nó luôn thì ta mới đạt được cái mức độ cao hơn. Thì cái đó chính là cái vô tâm. Như vậy vô tâm là một cái trình độ tâm linh. Sau khi ta thành công được cái thiện, đối chọi lại cái ác, ta phải vượt lên trên để ta rủ bỏ tất cả mọi chấp trước chịu nghiêm này đó. Thì lúc đó thì cái thiện này nó cũng là cái vọng, vì nó là một phương tiện thôi. Mà ở trong kinh Phiệt Dụ đó, thuộc về kinh Trung Bộ, và nó cũng được lập lại ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, đó là giống như ta đi qua con sông với sự hỗ trợ của một chiếc thuyền. Qua đến bờ bên kia rồi đó, Đức Phật nói sẽ là một sự sai lầm nếu ta tương thờ chiếc thuyền đó và đội nó trên đầu. Ta đem về ta bái lại, nó cúng kính nó tùm lum hết á. Và Đức Phật dạy trong tình huống này là không nên qua cầu rút ván, cho nên tốt nhất là thả chiếc thuyền nó về lại bờ bên kia để nó giúp cho những người khác trước đây cũng đã từng lặn hợp với mình có được cơ hội đi qua bên mình, qua được cái bờ bên này, cái bờ của an vui, của hạnh phúc, tức là sự thành công của sự thực tập. Như vậy là sau khi ta đạt được rồi thì ta phải biết rằng các cái phương pháp thực tập là biết quyển thì lìa đó, thì bao gồm cái quyển cao nhất là cái thiện đó. Ta cũng không nên bám vào nó, vì bám vào nó là ta bám vào thành quả. Đà Phật dạy học thuyết vô ngã là để ta rũ bỏ cái chủ nghĩa công thần, chủ nghĩa thành quả. Rất nhiều người họ có thành công rồi họ ý là cái thành công đó buộc người ta phải mang ơn, đền nghĩa, đáp đền các thứ hết, thì cuối cùng nó va chạm những cái to với nhau, dẫn đến sự khủng hoảng xã hội. Còn đạo Phật dạy đó là chúng ta rủ bỏ nó, xem nó là một phương tiện để không thấy cái công lao của mình là quan trọng. Thì cuộc đời ta có thừa nhận hay không là chuyện của cuộc đời, nhân quả tự thân nó vẫn diễn ra thôi. Như vậy là cái huyễn ở mức độ cao nhất là bất kỳ một ý niệm gì xuất hiện nó đều là huyễn. Thì cái người tại gia không cần tu ở cái mức độ tâm linh cao như vậy. Cái đó là dành cho người xuất gia, vì người xuất gia là cần giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Còn người tại gia thì không cần giải thoát sanh tử luân hồi, mà chỉ cần hưởng an vui và hạnh phúc thôi. Còn nếu ai không thỏa mãn hài lòng với cái hạnh phúc có giới hạn của người tại gia, thì họ có một lối lựa chọn thứ hai là trở thành người xuất gia. Thì lúc đó đó, cái việc thực tập mà quán quyển hay là quán cái vọng tâm đó, thì tất cả mọi ý niệm về thế giới dị nguyên, về chủ nghĩa dị nguyên đều lại trật hết, thì ta buông hết luôn cả cái đó. Mà cái đó đó thì đối với xã hội chưa cần. Và nếu làm như thế thì xã hội này nó trở thành thờ ơ lãnh đạm á, bởi vì không còn có những người làm công việc A, B, C, D nữa, còn những người khác cần phải làm. Còn người xuất gia tâm linh đó thì có thể vượt lên trên. Xin đi câu hỏi khác. Như vậy người cư sĩ có cần thiền không?
Và dĩ nhiên là người cư sĩ cần thiền chứ. Cái mức độ cần thiền của họ đó nó nằm ở chỗ như thế này, là sử dụng thiền để được bình an, chứ không phải sử dụng thiền để được giải thoát. Và trong kinh Đức Phật nói đó, còn đời sống tại gia, tức là còn có quan hệ tính dục đó với vợ và chồng, không bao giờ có giải thoát. Đạo Phật là con đường tâm linh đầu tiên trong các tôn giáo xác định điều này. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó vượt bằng cách là chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành năng lượng từ bi. Có người thành công, có người thất bại, có người làm được 30%, có người 70%, có người 100%. Ai làm được người đó là chứng thánh. Còn là người phàm đó, thì nó vẫn còn ở mức độ vi tế. Do đó đó là cái việc mà thực tập thiền quán của người tại gia là để rũ bỏ các phiền não chứ không cần giải thoát. Mà phiền não mà không rũ bỏ thì khổ đau nó nhiều lắm. Phiền não nó bao gồm tất cả những điều không như ý, nó diễn ra xung quanh mình, đối với chính mình, trong gia đình của mình, trong các mối quan hệ xã hội trực tiếp hay là gián tiếp của mình. Mình rũ bỏ nó thì mình được bình an. Chứ vì thế mà đạo Phật đó, nó nhấn mạnh về cái con đường nội tâm. Còn đạo Khổng đó, nó nhấn mạnh về con đường xã hội và chính trị. Đạo Lão đó, là nó gắn liền với con đường tách ly xã hội ở thâm sơn cùng cốc. Còn Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo cũng là con đường xã hội chính trị giống như là đạo Khổng. Thì cái điểm đặc biệt của đạo Phật đó, là và con người là ngoài cái phước báo trong xã hội mình dấn thân với những bài kinh Đức Phật dạy, nếu ai muốn cái mức độ cao hơn thì thực tập thiền ở mức độ vô tâm hay là mức độ chánh niệm tỉnh thức ở cái tầng cấp cao nhất để chúng ta giải thoát khỏi sinh tử. Cho nên người tại gia vẫn phải cần. Chúng tôi đã tham khảo và nghiên cứu khá nhiều và có một cái đúc kết như thế này. Bản chất thiền Vipassana đó thích hợp với người phương Tây, hay nói cách khác là thích hợp với nền văn hóa công nghiệp hiện đại. Trong khi đó tịnh độ tâm nhìn mặt trong đó, nó thích hợp với cái nền văn hóa nông nghiệp. Bởi vì trong nền văn hóa nông nghiệp đó, thì đời sống của con người về phương diện kinh tế rất là thiếu thốn, khổ đau, chân lắm tay bùn mỏi mệt lắm. Mà ngồi tịnh như thế này chỉ trong vòng 5 phút là ngủ gục liền à, mệt quá mà. Thì ngồi tịnh nó trở thành là một sự thư giãn, thư giãn trong cái mệt vật lý của thân đó, nó tạo ra chất an thần và dẫn đến cái giấc ngủ. Còn cái người phương Tây đó là họ có được tự do, họ có được sự phát triển, ai có khả năng đó thì phát huy được cái tiềm lực của mình ở mức độ cao nhất, chứ không bị trù dập, không bị có những cái bất công xã hội ở mức độ tương đối so với những nước nghèo. Thì nhờ như thế đó cho nên họ phát triển. Và cái nền văn hóa Hoa Kỳ và nền văn hóa của kinh tế thị trường đó là văn hóa thiếu nợ. Đó, 18 tuổi đời người ta khích lệ cái năng lực thiếu nợ đó. Nhờ thiếu nợ đó mà thế hệ trẻ đó phải hết sức là phấn đấu trong cuộc đời 10 năm sau, 20 năm sau, tùy theo mức độ thành công trong nghề nghiệp, có được căn nhà, phương tiện đủ đầy, tiện nghi vật chất đó, thuận lợi. Và do đó đó là cái sự tự lực của họ rất là cao, nó thích hợp với thiền hơn. Và cái thứ hai nữa đó, họ phải phát một cái gánh nợ trên vai rất là mỏi mệt để mình có được cái nơi ổn định, như là cái giá rất là xứng đáng. Mà nói theo cái ngôn ngữ thuật ngữ tiếng Anh đó, freedom is not free. Ha. Tức là mình phải trả một cái giá là phải phấn đấu, làm việc rất là mỏi mệt thì mình mới thành công được. Cho nên đó là cái căng thẳng về tâm lý nó nhiều. Các cái thống kê xã hội học đó mà chúng tôi đọc được đó, thì ở Hoa Kỳ đó, mỗi một ngày như vậy đó, có thời điểm cả 50 người tự tử mà chết. Mà phần lớn họ là những người thành công về kinh tế cả, có vai với xã hội. Nhưng mà vì cái xã hội này là một cái xã hội nó tôn trọng cái tự do cá nhân nhiều, cho nên cái privacy đó của con người về cái personal nó rất là cao. Cha mẹ cũng phải tôn trọng cái đó của con em của mình, đụng tới là nó có thể là gọi công an hay là gọi cảnh sát bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Do đó là con người đó là dễ dàng bị thương tổn lắm, dễ dàng bị va chạm. Ví dụ ở Việt Nam đó, ta thường có bài kệ là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Những người các nhà xung quanh chùa nghe tiếng chuông họ khoái. Ở Hoa Kỳ này và nhiều nước khác nghe tiếng chuông là phiền não nhiều, đúng không ạ? Chùa mà tụng kinh gõ mõ là phiền não thôi chứ không có phiền não nhẹ được. Phiền não tăng, bồ đề ga nó xuất hiện thôi. Cái nền văn hóa nó thay đổi, cho nên cái bối cảnh đó nó cũng phải theo đó mà được ứng xử.
Thì như vậy là cái việc mà căng thẳng trong công ăn việc làm để giải quyết cái nợ đó làm cho người ta mỏi mệt nhiều lắm. Và thiền quán niệm hơi thở làm giúp cho người đó xả được stress và những cái căng thẳng khác. Chứ bằng không đó, trong giàu có người ta vẫn không được hạnh phúc và bình an. Thì dầu ở cái phương diện khó khăn nhất hay là thuận lợi nhất đó, thì việc thực tập thiền để giải phóng cái căng thẳng của tâm lý đó vẫn là một nhu cầu không thể thiếu. Không ai dám bản lĩnh nói rằng là tôi không bị phiền não, trừ những việc chứng đắc thôi. Còn các ông thầy tu cũng phải thế thôi. Phiền não nhiều hay phiền não ít, và Đức Phật còn dạy bốn chữ là năm chữ là tăng hận bất quá nhật. Nếu lỡ mà có giận ai đó, đừng để cách đêm. Vì mình đang thực tập ha. Từ lúc ta nói mình cũng nóng, nóng rồi phản ứng nóng lại mình cũng sai. Nhưng mà khi biết rồi thì mình bỏ, mình không phản ứng nữa. Thì như vậy là ta không nuôi cái giận, cái hận thù, cái ức chế tâm lý bên trong. Và do đó người tại gia nếu thực tập được như thế thì trong quan hệ vợ chồng đó, nó rất là ấm no, lành lẹn, bình an. Chứ người đó ăn câu, kẻ cãi lại ăn câu, chứ sao gì cũng ly dị. Do đó cái gì thực tập về thiền nó sẽ giúp cho người điềm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn. Và lúc có những cái đó là mình biết là người ta sai nhưng mình không phản ứng liền. Phản ứng liền làm cho cái giận của người kia nó trỗi dậy như là lửa thêm dầu. Rồi mình để từ từ hít thở nhẹ nhàng thư thái để cho tất cả cái đó lắng dịu xuống hết á. Và ta thường nói là thời gian á nó là một cái viên thuốc trị liệu vô tình. Để từ từ nó lắng dịu nó hết đi. Cho nên nếu mà mình lỡ có phản ứng với ai đó mà ta phản ứng lại, mình cứ yên lặng là nó hết à. Và không có ai ta đánh một chiều hoài. Nó sẽ rất là vô lý nếu một người nào đấm vào không gian như thế này có một lần mà không có cái gì đỡ chắn hết. Đỡ chắn thì ta mới đấm thở còn coi là nó sẽ ngưng thôi. Rồi có nhiều người ta ngưng, ta nghĩ rằng là mình thành công. Còn bên Phật giáo thì đó là một sự rũ bỏ đó. Mình không nên dướng vào những cái đó. Nếu lỡ dướng thì mình tháo gỡ nó ra. Hai vị thiền sư là thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thích Từ, thì chúng tôi liên tưởng đến một nhân vật nữa là ngài Đại Lão Hòa Thượng vừa mất, thì không có ảnh hưởng gì tới Phật giáo của chúng ta không? Chúng tôi thì không biết pháp tu của Đại Lão Hòa Thượng Cao Tăng Thích Huyền Quang. Cái pháp tu của ngài thì ngài không có công bố đó, cho nên mình không dám lạm bàn. Thì trong Phật giáo thì nó có rất nhiều cái phương pháp tâm linh, nhưng mình không biết là pháp tu của ngài là cái gì, vì không có thấy sách vở hiện thời nói đến. Còn riêng thiền sư Thanh Từ và thiền sư Nhất Hạnh đó, ngoài sách vở thì ta thấy nó còn có rất nhiều các cái đĩa DVD, VCD, MP3 phân tích thuyết giảng, và ta có thể dựa vào trong đó ta có thể biết được. Còn riêng về Đại Lão Cao Tăng Thích Huyền Quang á, thì chúng ta ít biết quá cho nên không dám làm bàn nha. Cũng như thế. Dạ, thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ chỉ để lại một số tác phẩm thôi, ví dụ như là các bản dịch về Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, rồi đó là bốn tập đó mà. Rồi trước sự cái một cái cuốn dịch về cái con đường tự do vậy đó, và một số cuốn khác. Thì gần đây thì Hòa Thượng có phiên dịch rất là thành công cái bộ từ điển Phật học của Phật Quang Sơn, được Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh ở Đài Loan ấn hành. Thì đó là những cái tác phẩm của Hòa Thượng, mà hầu như không phải là tác phẩm mà là dịch phẩm thôi. Còn một cái dịch phẩm ấn tượng nhất đó, được nhiều người biết đến nhất ở tại Việt Nam đó, đó là Thoát Phòng Tục Lụy. Đó là một cái câu chuyện nói một vị nhà sư không bị vướng lụy của tình yêu. Và tác giả của câu chuyện này đó là Hòa Thượng Tinh Văn, bây giờ vẫn đang còn sống, tức là người sáng lập ra Phật Quang Sơn Thế Giới đó. Thì đó là những cái tác phẩm mà ta biết được, phần lớn là dịch thôi. Còn cái phương pháp và thực tập thiền mặc hay tịnh của ngài như thế nào cũng không nghe ai nói đến, mà cũng không nghe các phương tiện truyền thông thông tin cho chúng ta. Chúng con cũng dám nói về vấn đề mà tu tập, nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cái hiện tình Phật giáo bây giờ không? Thì này, con nghĩ là cái này cũng liên quan đến Phật giáo, thì không có ảnh hưởng gì. Cái này thì chúng tôi không có nhận xét. Tất cả chúng ta mỗi người có thể có tự nhận xét.
mà nhận xét một người không có vấn mặt, một người không có mặt là điều nó rất là dễ bị hiểu lầm và nó cũng không nên. Và hơn nữa cái tầm nhìn của mình không đủ sức để nhận xét các ngài. Còn khi mà có qua băng giảng thể hiện lại đó, qua cái học thuyết đó, thì mình dễ dàng mình nói và nó đi liên hệ đến sự thực tập đó, thì nó vẫn tốt hơn. Dạ, cảm ơn, mời chú. Tôi được biết được là thầy đã đi thuyết giảng bằng pháp ngoài Việt Nam ra, đi sang Hoa Kỳ, rồi đi sang Úc, rồi đi sang một vài nước khác. Thì vì chúng tôi lâu không ở xa Việt Nam thì chúng tôi không rõ rằng là như hôm nay chẳng hạn, thầy được thí chủ đạo hữu ở đây mời thầy thuyết giảng, thì chẳng hay là ở Việt Nam có ai mời thầy tới nhà để thuyết giảng một cách thoải mái thế này không? Có được tự do như vậy không? Ở tại Việt Nam đó, thì chúng tôi đã được mời thuyết giảng ở rất nhiều nơi, rất nhiều nơi. Mà thường á, thì không có mời thuyết giảng ở nhà, mà thuyết giảng ở các chùa. Là bởi vì các cái nhà ở Việt Nam nó nhỏ lắm, bề ngang nó chỉ có 4 mét, chiều dài nó không được bao nhiêu mét á, cho nên á, là nó không cần thiết để chúng tôi đi nữa. Thì các cái giảng đường mà chúng tôi phụ trách á, đó là giảng đường chùa Ấn Quang, 1 tháng 1 lần, đến khoảng tối thiểu là 350 người trở lên. Giảng đường chùa Phổ Quang đó, mỗi tuần 1 lần vào ngày Chủ nhật, 1.300 người trở lên. Giảng đường chùa Xá Lợi chúng tôi thuyết giảng 1 tuần 5 lần vào ngày Chủ nhật, thì trung bình là từ 400 đến 500 người trở lên. Đó là những cái giảng đường chính mà chúng tôi thuyết giảng. Và tại chùa giác ngộ của chúng tôi thì vào những cái ngày sám hối 14 với là cuối tháng âm lịch á, thì trung bình là từ 300 người cho đến 350 người. Thì ở Việt Nam đó thì người ta không có thói quen thuyết giảng ở nhà, mà có thói quen là thuyết giảng ở các chùa. Rồi các chùa nó rộng hơn đó, có phương tiện, có âm ly, rồi có quần chúng. Và chùa Việt Nam đó, nó không phải xa nhà như là ở tại nước ngoài rộng lớn như thế này. Cho nên đó là ngay tại tại quận 10 thôi, chùa chúng tôi nằm ở quận 10, thì nó có đến tất cả là 5 giảng đường lớn à. Giảng đường chùa Hồng Quang, giảng đường Việt Nam Quốc Tự, giảng đường chùa Từ Nghiêm, giảng đường chùa Giác Ngộ, và một cái giảng đường ở một cái chùa gần bên chùa Giác Ngộ nữa. Đó thì nó đã quá nhiều à, nên là cái nhu cầu mà ta đến thỉnh mời tại nhà đó là nó không có, gần như là không có cái nhu cầu đó. Và cũng chưa có một gia chủ nào đến thỉnh mời tới nhà thuyết giảng. Còn tới các chùa thuyết giảng đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì không phải xin phép. Còn vừa rồi chúng tôi có 3 tuần lễ thuyết giảng tại miền Bắc đó, thì theo thủ tục của địa phương đó, mặc dù chúng tôi không xin phép, nhưng cái người thỉnh mời, tức là chủ chùa hay là chủ trì đó, hoặc là ban trị sự, họ xin phép với chính quyền địa phương đàng hoàng, thì chúng tôi mới được quyền tới đó giảng. Còn bằng không đó, thì cũng không được quyền. Như vậy là cái thủ tục hành chính đó ở trong nước đó, nó tùy nơi, có nơi nó thuận, có nơi thì nó không có đến nỗi là thoải mái. Rồi xin phép thì người ta vẫn cho, không có khó khăn gì. Và chúng tôi cũng đã thuyết giảng tại Bình Định, rồi Nha Trang và nhiều tỉnh thành khác. Thì hầu như các tỉnh miền Nam là khỏi phải xin phép, mà cũng không có bất kỳ một vấn đề gì. Còn ở tại Tư Gia đó thì chúng tôi cũng chưa từng nghe một cái băng giảng nào của các hòa thượng tại Việt Nam, các tăng ni, cao tăng hay là những vị đại đức trẻ, sư cô trẻ thuyết giảng tại nhà, mà toàn là thuyết giảng tại chùa. Thì cái lẽ theo chúng tôi suy nghĩ đó là vì nó là cái nhu cầu ta sinh hoạt tại chùa nhiều hơn là ở tại nhà, vì nhà nó quá chật hẹp và thiếu phương tiện. Xin thưa sư thầy, xin phép hành chánh, nhưng họ có kiểm soát mình thầy được giảng gì hay là thầy hoàn toàn giảng đạo Phật là tự do? Chúng tôi không hề bị kiểm soát gì cả. Băng giảng của chúng tôi trong vòng năm 2004 cho đến bây giờ đó là gần 700 bài thuyết giảng về 700 đề tài khác nhau, cứ trung bình là khoảng 12 cho đến 15 bài thuyết giảng mỗi tháng, chưa bao giờ bị kiểm duyệt gì cả. Và ở trong nước đó, thì để xuất bản thì ta phải xin phép theo cái luật xuất bản băng từ sách vở, thì các cái bài giảng của chúng tôi là không có xin phép. Và nhiều, có thể nói là hàng trăm các hòa thượng tăng ni khác cũng chẳng có ai xin phép, cứ phổ biến thôi. Nó được gọi là giống như là lưu hành chui đó, tức là về phương diện luật pháp là nó là sai.
Còn những cái băng về nhà Phật giáo, cổ nhà Phật giáo, sách vở thì phải xin phép. Vì cái đó nếu mà không thì sẽ bị phạt về cái luật xuất bản. Còn băng giảng thì lưu hành vô tư, tới các chùa người ta bày bán, thậm chí là bày bán ở hải ngoại là ấn tống là chính. Ở Việt Nam ấn tống thì tiền gì không nổi, vì cái nhu cầu nó quá nhiều. Một ngày mà nếu mình ấn tống nó có thể là vài chục ngàn bản, cũng không đủ để chia. Cho nên là không thấy chùa nào xin giấy phép xuất bản cho những cái băng giảng. Vì xin như vậy đó, mỗi một cái đĩa giảng đó, nó 500.000 đồng, thì cái tiền mình phát hành ra nó không bằng cái tiền để mình trả tiền thuế đó, 500.000 đồng. Và là có cái để còn hơn nữa. Do đó là chúng tôi không hề bị kiểm duyệt gì cả. Còn ngoài cái phần mà giảng đó, thì chúng tôi còn là dạy ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Sài Gòn. Thì Học viện này đó là nó đào tạo cái cấp cử nhân Phật học. Ngoài ra thì chúng tôi còn đào tạo cái cấp cao cấp giảng sư, rồi cao đẳng Phật học, trung cấp giảng sư. Và toàn bộ chương trình giảng dạy thì chẳng có ai kiểm soát chi. Như vậy là xin phép để giảng, chỉ xin phép hành chánh thôi, để cho biết là mình tới chùa đó, chứ không phải là xin phép. Xin phép hành chánh thì nó chỉ diễn ra như thế này, là mỗi đầu năm đó, thì ở các chùa Việt Nam và các tôn giáo cũng giống như nhau thôi, là phải làm một cái tờ báo cáo về cái sinh hoạt dự kiến của mình trong năm. Và từ sinh hoạt trong Phật giáo thì mình đã biết rõ rồi, các tôn giáo khác thì chúng tôi không rành. Ví dụ như là một ngày thì mình có 4 thời khóa, thì 3 tháng hạ đó thì mình có thêm 2 thời khóa nữa, có thêm chương trình tu học. Rồi mình dự kiến là mấy cái ngày lễ hội dân hóa Phật giáo như là Tết, Du Lan, Phật Đản, và một vài cái ngày lễ giỗ của chùa, thì thường á chùa chúng tôi đã có tổ chức về triển lãm văn hóa, về thư pháp, về tranh ảnh, về hội họa, và có tổ chức ca nhạc văn nghệ, thì mình ghi, thì mình cứ ghi dư. Ví dụ như mình có thể làm ở trong năm là 2, nhưng mình phải ghi là 6-7 đó, và đó là chúng tôi có thể làm 10 lần ở trong một năm, thì mình báo cáo vậy thôi. Thì như vậy là khi mình làm khỏi phải xin phép. Còn ngay đầu năm á, mà mình không ghi những cái đó thì mỗi một sự kiện mình phải xin phép, không xin phép là phạm luật. Nên nó có những điều như thế. Yeah. Bây giờ coi như là giáo giảng giáo lý Phật Việt Nam rất là thoải mái rồi. Và chúng tôi trước đây thường nghe là mỗi lần đi giao giảng hoặc pháp là phải xin phép. Cũng như việc ấn tống kinh sách thì phải qua sự kiểm duyệt của chính quyền Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng vừa rồi lúc nãy chúng tôi được biết là thầy nói là thầy thứ nhất là đi in ấn kinh sách cũng như là phát hành cái loại CD hoặc là DVD rất thoải mái, hoặc là không phải chính quyền. Cũng như là chúng tôi được biết là các trại giam ở Việt Nam thì họ cấm hoàn toàn các sinh hoạt tôn giáo. Vậy mà sao thầy cũng được vô để giao giảng giáo lý cho phạm nhân ở trong nhà giam? Đó là một câu hỏi nhiều người đã đặt ra đó. Cái gì cũng vậy, mình có cái cách đó, thì mình vào được. Chúng tôi vào ngay cái đề án chúng tôi xin đó, ghi rõ là không sinh hoạt tôn giáo tại đây, mà nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là chia sẻ đạo đức, thứ hai đó là từ thiện, và thứ ba là văn nghệ chuyên nghiệp. Mỗi một chuyến đi thuyết giảng của chúng tôi tại trại giam đó, nó liên hệ đến các đề tài đạo đức thôi, chứ không có các đề tài về tôn giáo. Ví dụ như cái buổi đầu tiên chúng tôi giảng đề tài là quay đầu là bờ, thứ hai là tự do nội tại, thứ ba là làm mới cuộc đời, thứ tư là đứng dậy sau vấp ngã. Thì những cái đề tài như thế đó là nó hỗ trợ cho luật pháp rất là nhiều. Và bên cạnh đó đó, mỗi một phạm nhân là có một phần quà từ 50.000 cho đến 75.000. Rồi sau đó là một chương trình văn nghệ chuyên nghiệp, bởi vì các trại giam tại Việt Nam là không có các phương tiện giải trí, không có TV để coi, không có radio để nghe, không có báo chí, tạp chí để đọc, chỉ có lao động rồi về ngủ thôi. Thì khi vào bên trong thì chúng tôi thấy đó là cái cảnh rất là động tâm, bởi vì nếu không giáo dục thì người ta không thay đổi được đâu. Giam nhốt hết mãn hạn tù trở về cái tánh xấu còn nguyên. Và do đó là chúng tôi vận động quần chúng trong ngoài nước ủng hộ. Thì như vậy là đề án của mình làm đúng đề án, nó có 3 phương diện đàng hoàng. Và 3 phương diện đó thì người ta không cấm cản. Và mặc dù nói như thế, không phải là mình đi xin trại giam nào người ta cũng cho.
Cho đến bây giờ chúng tôi mới vào được một trại giam duy nhất là K20 của dòng Trôm tỉnh Bến Tre thôi. Bởi vì tổng giám thị của trại giam này thích quan điểm của nhà Phật và có đọc được những bài báo nói về sự chuyển hóa của các phạm nhân ở trong trại tù khi thực tập được con đường tâm linh của nhà Phật, áp dụng thử mà nó đã thấy có thành công. Còn các trại giam khác đó, chúng tôi cũng đã liên lạc trực tiếp, rồi các phương tiện báo chí người ta đưa tin, chúng tôi trích lại những cái tờ báo đó và gửi những cái băng đĩa chúng tôi thuyết giảng đến cho họ tham khảo trước, mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được sự chấp nhận. Do đó nó vấn đề cho phép hay không đó, nó thuộc về cái quan điểm cá nhân của cái người lãnh đạo cao nhất hay là cái ban lãnh đạo cao nhất ở từng trại giam thôi. Và nếu ta đi bằng con đường như thế thì không có lúc ta được chấp nhận, có khi ta không được chấp nhận, tại vì cái đó nó đâu có luật pháp nào cho, nó không có ghi cho bất cứ một điều luật pháp nào cho phép như thế hay là không cho phép như thế. Vấn đề còn lại là cái quan hệ cá nhân ta thuyết phục như thế nào để cái người quản lý cho. Chúng tôi đi nhiều vào trung tâm cai nghiện, rồi trung tâm giáo dục nhân phẩm phụ nữ, trung tâm bảo trợ xã hội cho người già, rồi trung tâm nuôi dạy thanh niên thứ ba, tức là trẻ em phạm pháp á, tuổi vị thành niên 4-5 tuổi cho đến 13-14 tuổi, thì chúng tôi được chia sẻ các bài đạo rất thoải mái. Và tại đây đó chúng tôi không hề nói về vấn đề tôn giáo, không hề nói vấn đề về đạo Phật, mà chúng tôi chỉ nói các vấn đề đạo đức thôi. Ví dụ vô các trại dưỡng lão thì chúng tôi hướng dẫn về các kỹ năng Phật dạy, làm thế nào để vượt qua cô đơn tuổi già và các bất hạnh trong bệnh tật đó, những cái kỹ năng đó. Còn vào các trại mồ côi đó thì dạy về cái tương lai, dạy về sự phấn đấu, rồi dạy về cái nghề nghiệp chân chính để mình tự vươn lên trong chính mình. Còn vào các cái trại xì cái ma túy đó, thì chúng tôi dạy về các kỹ năng thay đổi thói quen. Đức Phật dạy rất nhiều về cái này, và nhờ đó thì nó hỗ trợ được một phần nào cho họ vơi đi nỗi đau. Còn về phương diện từ thiện đó thì nó là một cái tấm lòng thôi. Chúng tôi biết rất rõ là những người như thế chưa chắc họ đã nghèo đó, chưa chắc họ đã nghèo, thậm chí họ có thể là giàu hơn chúng tôi nữa. Nhưng mà chia một cái tặng phẩm dầu nó chỉ là 50.000, 70.000, nó lại có được cái tình cảm, và ta thấy là mình đến với họ đó bằng một cái tấm lòng chứ không phải là một cái mưu cầu gì hết. Thì nhờ đó họ dễ dàng nghe theo những lời khuyên nếu họ thấy nó là đúng để họ thực tập, mà khi họ thực tập thì họ có kết quả thôi. Thưa chùa muốn thỉnh thầy sang đây thì qua cái thủ tục thế nào, có phải là xin ở đây xin nhà nước của Việt Nam? Về cái thủ tục pháp lý đó, rồi chúng tôi đi du học vào năm 94, nói hơi xa xưa chút xíu để thấy, thì cái việc mà xin một hộ chiếu đối với người tu đó khó vô cùng. Cái cơ chế hành chính áp dụng cho người tu, các tôn giáo nói chung, nó khó khoảng gấp 10 lần so với người tại gia hay là người không có tu. Người không có tu chỉ mất có thời điểm đó là khoảng 1 tháng là có được hộ chiếu, còn chúng tôi phải mất 6 tháng cho đến 1 năm. 2 năm trở lại đây, tức là khoảng từ 2006 đó, thì nó mới có một cái lệnh mới là người tu sĩ đó, chúng tôi không biết các tôn giáo khác có hay không, còn tu sĩ Phật giáo của chúng tôi đó là được ứng xử như là các thường dân. Trước đây thì nó không phải như thế. Khi ứng xử như các thường dân thì chúng tôi chỉ cần nhờ một cái dịch vụ du lịch hay tự mình đi ra xin đơn thôi, điền thì 14 ngày mình có được hộ chiếu. Rồi đó là một cái điều may mắn cho rất nhiều tăng ni. Thì trước đây thì họ muốn đi nhưng mà đi rất là khó. Và kể từ khi mà mình có hộ chiếu rồi đó là mình đi thoải mái, chẳng phải trình báo ai. Còn theo cái luật tạm trú đó, thì ta chỉ báo địa phương là tôi đi vắng mặt bao nhiêu tháng thôi. Bởi vì theo luật pháp hiện hành đó, nếu mình vắng mặt chứ tôi nhớ không biết là phải 3 tháng hay 6 tháng vậy, mà mình không có khai báo đó thì người ta được quyền cắt hộ khẩu của mình vì vi phạm luật pháp. Còn nếu mà mình có khai báo thì mình đi thoải mái, mình không cần phải nói là mình đi đâu. Chúng tôi cũng chưa bao giờ khai báo là chúng tôi đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ hay là thuyết giảng ở Úc hay là thuyết giảng chỗ nào. Thậm chí đi hòa thảo về chúng tôi cũng chẳng trình báo ai. Đó là một sự thật mà nhiều người khác nó cũng như thế. Và để có được cái điều kiện sang Hoa Kỳ đó thì nó rất là khó, vì Hoa Kỳ là một cái nước kiểm duyệt xét rất là kỹ về vấn đề visa, và họ sợ rằng mình ở lại luôn. Cho nên phải cần có tối thiểu là một thư mời của một ngôi chùa, tới một hội đoàn tôn giáo đó, còn tư nhân thì không mời được.
mời tư nhân mà đi theo dự tôn giáo đó thì thường là chính phủ Hoa Kỳ đánh rớt, vì cái quyền của nhân viên visa ở tại tổng lãnh sự hoặc là đại sứ Hoa Kỳ rất là cao. Họ có cảm giác rằng là mình có ý định ở luôn là họ có đánh rớt. Cho nên chúng tôi được tư vấn là phải tối thiểu là có 2-3 ngôi chùa mời, để cho nhân viên visa có cảm giác rằng là đây là nhân vật quan trọng. Được nhiều chùa mời thì người đó sẽ không có nhu cầu ở lại, cho nên họ cho rất là dễ dàng. 4 lần chúng tôi đi đó, hầu như là Hoa Kỳ không hề phỏng vấn gì cả. Chỉ ra nộp hồ sơ, chờ chỉ dùng 2 tiếng và họ nói là ngày mai tới để lấy visa thôi. Rất là dễ vì có được tư vấn tốt. Cho đó nếu mình muốn đi bảo lãnh cho người nào đi nhanh đó, thì mình nhờ đến 2 ngôi chùa trở lên. Và trong 2 ngôi chùa đó phải có một ngôi chùa có cam kết về vấn đề bảo trợ an sinh xã hội cho người đó. Và muốn chứng minh cái việc mà bảo trợ này nó là có thật đó, thì ta phải đính kèm cái balance sheet của chúng ta về nhà băng đó. Thì như vậy là họ chỉ cần dựa vào đó họ thấy là đây là nó là một cái thủ tục bảo lãnh đầy đủ. Cho nên đó là những người chúng tôi tư vấn để đi Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó đều rất thành công, vì họ có 2 ngôi chùa có trở lên. Thì lần đi lần này thì chúng tôi có được 2 ngôi chùa mời, cho nên là đi rất là thành công. Thầy như vậy là người ta nói là có chư tăng, thế nhưng thầy chẳng hạn đi tự do, có người bị quản chế thì có phải là bị phân biệt hay là có quyền của chính phủ Việt Nam không? Chúng tôi không nghĩ như thế. Vấn đề mình xin hộ chiếu đó, thì bây giờ nó 14 ngày là các tu sĩ đều được. Còn có một số người khi mà chính phủ họ xem là người đó vi phạm luật, hay là họ không thừa nhận vị đó về phương diện luật pháp, hay cách này hay cách khác đó, là chuyện của nhà nước. Thì những người mà họ xem là đang vi phạm luật đó thì họ không cấp hộ chiếu. Còn tất cả những ai không có vi phạm luật đó thì họ được cấp hộ chiếu một cách bình thường. Do đó đó, chúng tôi chỉ là một trong vô số những người được cấp hộ chiếu, vì chúng tôi không vi phạm luật theo cái cách riêng của cái luật ở Việt Nam. Còn cái chuyện là luật đó đúng hay sao nó là một chuyện khác nữa. Cho nên đó, sẽ là một sự có logic khi ta suy luận hàng người này không được, người này được ưu quyền, nhưng nó không có chân lý. Chân lý là cái nó hoàn toàn khác. Bởi vì không phải riêng chúng tôi, rất nhiều linh mục, rất nhiều mục sư, rất nhiều nhà làm đạo Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo đều đi được, và rất nhiều thường dân cũng đi được mà. Cho nên đó là ai không vi phạm luật thì người ta cho phép đi, tức là có cấp hộ chiếu đó. Và khi có hộ chiếu rồi thì nhà nước Việt Nam không can thiệp vào cái gì về cái chuyện là ta được đi chỗ này không được đi chỗ kia. Và chúng tôi cam đoan đó là một sự thật, ít nhất là đối với bản thân mình. Chẳng là đặc ân, người ta suy nghĩ như thế thôi, còn thực tập thì nó rất là khác. Chúng tôi tại vì tôi lâu không có ở Việt Nam nên là không rõ cái sinh hoạt của các vị tu sĩ xuất gia ở bên Việt Nam, thì cứ nghĩ rằng là Việt Nam nó khó khăn thì tớ chắc là đại đức được đi Hoa Kỳ hoặc đi các nơi khác thì chắc phải có một cái sự biệt đãi nào của chính quyền Việt Nam. Có nhiều người á được đi nhưng mà không thèm đi, là vì không thích đi đó, vì không thích đi chứ không phải là không được đi. Thỉnh thoảng có nhiều người vậy. Vài tin tức nói rằng thí dụ như có một nếu tôi nhớ không lầm thì có một vị nào mà vừa được cấp tên hòa thượng Thích Quảng Độ chẳng hạn, chỉ có đi từ Sài Gòn mà ra Bình Định để thăm Thượng Tọa Thích Hồng Quang mà nhà nước cũng không cho đi. Vậy mà tại sao đi từ Việt Nam sang Mỹ, sang Úc mà đại đức lại đi một cách thoải mái như vậy? Chẳng hóa ra là đại đức có một cái chính quyền. Tùy giai đoạn, chúng ta cứ thử thấy như thế này. Một vài năm trước đó, hòa thượng Bùi Quang thì bị quản thúc rồi xem hòa thượng là vi phạm luật. Nhưng kể từ lúc mà hòa thượng Bùi Quang gặp ông thủ tướng Võ Văn Khải đó, và Phan Văn Khải đó, thì hòa thượng Bùi Quang được thỉnh mời để đi. Người ta tạo điều kiện để đi. Trước đây đó thì người ta xem hòa thượng Bùi Quang là một tội phạm. Nhưng báo chí Việt Nam đó, trước ngày hòa thượng mất đó, chúng tôi đọc được đó, thì thấy ghi đó có khác là một cao tăng của đất nước Việt Nam. Thì cái quan niệm nói là mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, khi khác nhau thôi. Cho nên từ thời điểm khi mà
cái quan điểm về luật pháp của nhà nước ứng xử lên một số vị nào đó đó nó có phần thay đổi đó tích cực hay là tiêu cực đó là tùy. Thì những người như thế đó có thể bị cái phương diện này, bị phương diện nọ, còn ai mà không nằm trong cái diện được gọi là vi phạm luật pháp theo cái phương diện là gì thì không có gì trở ngại cả. Thầy hồi nãy thầy nói thoáng qua một câu là thí dụ như người xuất gia thì tu thì được giải thoát, mà giống như tụi con là vấn đề còn chồng vợ đó có được giải thoát hay không, theo trong kinh thì là như thế nào đó, thầy nói lại. Khi mà chúng tôi nói là người tại gia không có nhu cầu giải thoát, không có nghĩa là người tại gia không giải thoát được. Cái điều kiện căn bản ban đầu đó để cho người tại gia được giải thoát đó là phải ngưng cái hoạt động tính dục đó, đó là ngưng. Cái người tâm linh Phật giáo còn cái chuyện mà ta đồng ý với đâu đó là nói chuyện khác. Còn theo Đức Phật á là muốn được giải thoát thì điều căn bản là phải chuyển hóa năng lượng tính dục thành lòng từ bi, đó là điều đầu tiên. Thì vấn đề còn lại, người tại gia nó có hai dạng: tại gia có gia đình, tại gia không có gia đình. Tại gia có gia đình thì theo Đức Phật là không giải thoát được rồi. Tại gia không có gia đình nó cũng có hai dạng: một dạng là chồng vợ quá cố, một dạng là ly dị ly thân hay là không lập gia đình. Thì bây giờ là các thành phần người tại gia này đó có khả năng tiếp cận được giải thoát và cũng có khả năng là tiếp cận với con đường không được giải thoát. Là bởi vì đó mình không có nghĩa mình đã chuyển hóa hết. Cái chuyển hóa hết được cái tính dục và cái không có để hưởng được tính dục là hai cái khác nhau. Cho đến lúc nào mà mình chuyển hóa được cái năng lượng tính dục lên lòng từ bi thì mình mới bắt đầu đi trên con đường giải thoát và tiếp cận được sơ quả A-la-hán thôi, tức là ban đầu thôi. Đó là ban đầu thôi. Thì như vậy là những người Phật tử tại gia là bây giờ một người đi trước, người còn lại thì như là họ sống độc thân. Có nhiều người từ nhỏ đến lớn cũng không hề lập gia đình, thì những người đó cũng giống như người tu rồi, chỉ cần chuyển cái tâm thành người tu thì không tiếc nuối, mặc dù là mình có được người để hưởng nhưng mà mình không thích hưởng, thì cái đó sẽ có con đường giải thoát nó dễ hơn là những người tại gia khác. Còn những người tại gia vẫn còn sinh hoạt đó thì chỉ sống được hạnh phúc thôi, và đỉnh cao nhất là tái sanh về hành tinh có con người và hành tinh của chúng ta được gọi là chư thiên đó, để hưởng phước báo. Dạ, nhân thể vừa nghe đại đức nói về nếu mà coi như là muốn giải thoát thì coi như là mình phải dứt bỏ cái tính dục đi phải không ạ? Thế bây giờ nếu mà tất cả mọi người con Phật đều nghe cái lời đó muốn giải thoát hết cả thì chẳng hóa ra mai mốt nhân loại là tuyệt chủng sao, vì cái tính dục để coi như truyền dục. Dạ đúng như thế, nếu tất cả cùng làm thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng, nhưng trên thực tế đó sẽ không bao giờ có tất cả cùng làm. Vì sự tuyệt đối ở trong thế gian này chính là sự tương đối. Và Đức Phật cũng nói rất rõ, cái người đi theo con đường tu đó nó chưa bằng 0,1%, thậm chí là 0,0% thôi. Bây giờ tại Hoa Kỳ này tìm một người đi tu là đỏ con mắt, giống như là mò kim đáy biển. Và đi tu thời gian là cũng ra đời, như chùa Việt Nam ở Houston có được vài vị xuất gia rồi sau một thời gian ra đời hết à. Còn tại Việt Nam á, ở thành phố thì xuất gia ngày càng ít. Những cái thành phố mà tiến bộ về kinh tế đó thì người đi xuất gia cũng ít. Còn ở những thành phố mà kinh tế khó khăn á thì người xuất gia nhiều. Thì như vậy đó, dầu chúng ta có muốn đi nữa cũng không có người tu nhiều. Ở miền Bắc bây giờ đi tìm một người xuất gia là khó vô cùng. Có nhiều tỉnh thành chỉ có 5-3 nhà sư thôi, mà nó có đến cả hàng ngàn ngôi chùa. Cho nên đó là hàng ngàn, hàng trăm ngôi chùa không có sư quản lý. Mà đi năn nỉ người ta đi tu, người ta không dám đi tu nữa. Tại vì nó khó quá, đi tu hay khó đó. Cho nên là cái việc mà tuyệt chủng nhân loại là sẽ không bao giờ có. Mặc dù về lý thuyết là nó có, nhưng mà thực tế là cái nó đi ngược lại hoàn toàn, là bởi vì người ta có sự lựa chọn. Chúng tôi có câu hỏi, Đức nói là nếu mà muốn mà đạt cái vô tâm thì có ba phương pháp. Phương pháp thiền Vipassana là từ tứ niệm xứ đó. Rồi phương pháp thứ nhì là tịnh độ. Phương pháp thứ ba là mật tông. Thì cái thiền nó hơi cao cấp với người cư sĩ, mật tông thì chúng ta không có đụng tới, tại vì bên Tây Tạng ít người bên này không có. Bây giờ nếu mà tu về tịnh độ đó, chúng con chỉ tới chùa
đọc kinh được một nửa tiếng đồng hồ trong ngày hay một tiếng đồng hồ ngày thứ bảy, mình lúc đó mình lắng tâm rồi. Nhưng về nhà cũng vậy, thầy có phương pháp nào hay hơn là chỉ có tụng kinh thì cả tuần hay tháng tụng được không? Là tụng kinh á chỉ là một sự hỗ trợ thôi, và nó giúp cho mình đạt được vô tâm ngay giai đoạn đó. Còn sau tụng kinh đó mà mình lạp được đó, mới là khó. Và cái tiến trình tu tập nó nằm ở cái thời gian ngoài tụng kinh đó. Những vấn đề nó còn lại đó, để đạt được vô tâm đó, thì bên Phật giáo nó có một số kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng 1 đó, là chúng ta khóa công việc ngay nó có mặt. Công việc đó gồm có hai cái phản ứng tâm lý làm cho mình thoải mái hay là không thoải mái. Khi mà mình rời khỏi cái nơi làm việc, ta khóa công việc ở chỗ đây đọc trượt lại và đi về nhà, mang cái tâm trống không thôi, về ông nhà. Chứ còn rất nhiều người có thói quen là mang công việc về trên bàn ăn, rồi để cho vợ hay là cho chồng, con cái của mình, người thân của mình cùng chia sẻ. Có nhiều người đã làm cho cái buổi cơm đó, nó nặng nề vô cùng. Rồi ở tại gia đình đó, thì ta khóa cái công việc gia đình lại ngay sau khi nó kết thúc, chứ không mang nhập cản cái công việc đó vào trong cái nơi làm việc. Bởi vì ta làm cho đầu óc của mình nó nặng gấp đôi, tức là vừa làm việc và vừa phải có trách nhiệm, mà trên thực tế ta không thể giải quyết được cái trách nhiệm khi ta không có mặt ở chỗ đó. Cho nên là khóa công việc ở một chỗ thì ta được hạn chế cái tình trạng hữu thức quá nhiều, để dẫn đến cái vô tâm ở mức độ tương đối. Mà cái xã hội của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đó, nó có cái tiên tiến ở chỗ đó là cái quy hoạch thành phố rất là tốt. Nó chia làm từng zone là buôn bán là riêng, công nghiệp riêng, zone nhà thờ chùa chiền riêng, zone cư dân riêng. Cho nên đó là gần như là ta bán ở một chỗ, ta ngủ một chỗ khác. Do đó là về nhà ít cái khi mình bị dướng cái chuyện bán đó. Còn ở Việt Nam á là các nhà mặt tiền cũng là cái chỗ buôn bán, cũng là cái nhà kho, cũng là cái nhà ngủ, cũng là cái nhà tiếp khách, cũng là cái nhà sinh hoạt. Cho nên nó là 24 giờ cái tâm của mình nó bị lẳng quẳng, nó nhìn thấy tất cả cái này nhiều lắm. Và do đó là mình rất là khó buông, khó vô tâm được lắm. Còn ở tại Hoa Kỳ ta dễ vô tâm hơn, về nhà vắng lặng như là một cái tu viện, yên tĩnh như một tu viện, thậm chí còn yên tĩnh hơn nhiều tu viện ở Việt Nam đó. Cây xanh thông mát, còn Việt Nam tu viện mấy tu viện có được cây xanh đâu. Thế đó là cái phước của người Hoa Kỳ và những người làm được công dân Hoa Kỳ và nhiều nước khác tiêu tiến trên thế giới. Như vậy là cái việc vô tâm thứ nhất là làm sao ta khóa công việc ngay chỗ nó xuất hiện và ta dễ đạt được vô tâm. Cái thứ hai đó là ta lựa cái gì để ta giữ, cái nào không cần thiết là ta bỏ. Thì cái chuyện là tốt xấu nó có những cái tiêu chí rất là khác nhau, tùy theo nền văn hóa, tùy theo luật pháp, tùy theo quan điểm của cá nhân. Miễn là cái nào mà nó làm cho mình không thoải mái thì đạo Phật dạy chúng ta phương pháp thay thế. Chúng tôi tạm gọi đó là cái phương pháp chuyển đại tâm. Giống như cái TV nó có nhiều cái channel, có channel về Discovery, có cái về Animal World, có cái về phim ảnh, có cái về kịch, có cái về hài, rồi có cái về cartoon, có cái đủ thứ á. Ở Hoa Kỳ nó có hàng trăm đài khác nhau. Cái đài nào mình thích thì mình bật lên, đài nào không thích mình bật qua cái khác. Chứ không nên giữ cái đài đó, vì giữ cái đài đó lâu ngày đó tâm của mình bị thương tổn. Và Đức Phật nói cũng giống như cái mũi tên nó ghim vào trong tim, mà không chịu tháo gỡ ra, mình cứ giữ nó thì nó sẽ làm cho mình không vô tâm được. Nó cứ nhớ đó hoài, nó trở thành ám ảnh. Và cái âm ảnh đó nó thương tổn mình, nó thương tổn mình. Chính vì thế Đức Phật dạy đó là chuyển cái đài tâm vào cái đài nào mà cái nội dung của nó mang cho mình được cái sự bình an của tâm hồn thì mình giữ nó, còn không bình an mình đổi qua đài khác. Cứ lựa đài như thế, đến lúc nào ta được an thì thôi. Thì đó là hai phương pháp thực tập tương đối là có thể thực hiện được. Ban tổ chức quốc tế của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó là một cái tổ chức hành chính Phật giáo quốc tế độc lập với các chính phủ, gắn liền với Liên Hợp Quốc và được hình thành đó, cái buổi sơ khởi là tại Hoa Kỳ vào năm 2000. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên dưới kiến nghị của 34 quốc gia mà đứng đầu đó là Đại sứ Tích Lan, nói về tầm quan trọng của ba cái lễ hội văn hóa đối với đời sống tâm linh của người Phật tử. Cho nên Liên Hợp Quốc đã đồng thuận
chưa từng có trong lịch sử hội thảo của Liên Hợp Quốc là không có một phiếu nào không hài lòng, không đồng lòng. Và kể từ đó đó thì cái thông điệp của Liên Hợp Quốc đó đưa ra đó là mỗi năm vào tháng 5 dương lịch, nó tương đương với âm lịch là tháng 4, thì Liên Hiệp Quốc tại trụ sở New York và các trụ sở khu vực cần phải tổ chức lễ tưởng niệm Phật Đản Liên Hợp Quốc. Đó là ghi bằng văn bản đàng hoàng, cái đó nó có đề rõ trên các trang web của Liên Hợp Quốc và trang web của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Mặc dù có vận động như thế, và bản thân của Liên Hợp Quốc, các nhân viên của Liên Hợp Quốc đến từ nhiều quốc gia và thuộc về nhiều tôn giáo khác nhau, ý thức hệ chính trị khác nhau, cho đến năm 2008 họ đã tổ chức tập thể được 8 lần tại trụ sở chính ở New York và các trụ sở khu vực.